Làm đẹp không cần mỹ phẩm bạn tin không? Chẳng cần sử dụng mỹ phẩm đắt tiền gì, nhưng những loại trái cây sau đây cũng có thể giúp bạn có một làn da chắc khỏe và cải thiện rõ rệt. Hãy thử nhé, sẽ có điều tuyệt vời đấy. Thứ nhất, chanh. Chanh là một chất tẩy trắng tự nhiên, chúng rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp thải độc tố ra bên ngoài và bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh sáng và tăng sức tố da. Thứ hai, đu đủ. Đu đủ chứa rất là nhiều vitamin C, vitamin A và các loại khoáng chất. Chúng còn chứa rất là nhiều enzyme như babain, giúp ngăn ngừa tổn thương da bởi các tế bào gốc tự do và có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Nó có thể dùng để trị các loại mụn như mụn cóc, mụn tràm, mụn thịt và các nốt sần trên da đấy. Thứ ba, quả bơ. Quả bơ rất là giàu chất béo lành mạnh, chất xơ và các loại vitamin E, vitamin A, vitamin C. Nó có đặc tính chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương DHN. Các chất béo lành mạnh trong bơ giúp giữ độ đặn hồi của da và giảm viêm và tăng tốc chữa lành vết thương. Thứ tư, quả cam. Giống như quả chanh thì cam cũng rất là giàu vitamin C. Cam có thể giúp ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, giảm ảnh hưởng của ánh sáng trực tiếp này, để tránh tổn hại ADN và cũng là một chất tổng hợp collagen đấy. Và đây là phần 1, đó phần 2 của mẹ Hồng nhé.